chỉ biết nói một câu là em nó quá đẹp quý vị ạ. Con nào cũng khen đẹp nhưng mà nó đẹp thật, chọn suốt. Xin mời quý vị, đây là đôi loa Infinity Kappa 90. Em nó cao 1m21, chiều ngang 41 phân quý vị nhé, chiều sâu 30. Thiết kế với lại 2 bát 25 quý vị nhé, 2 bát 25 phía dưới, một chung và một tép. Clip này em chỉ test cho quý vị, giới thiệu đến quý vị đôi loa này và nghe em nó xử lý chất lượng âm thanh thôi. Còn là quý vị nào cần chất lượng chiều cao, chiều sâu, chi tiết, em đã có 2 clip trước, em đã đo cho quý vị rồi nhé, không cần giới thiệu. Giá của em nó thì em đã thông báo rồi, mời quý vị cảm nhận chất âm của em nó. Và báo cáo quý vị là đây là em vẫn đang đánh tạm với con âm ly cùi thôi nhé. Âm ly này là âm ly phiếu chưa cần đâu. Âm ly này là dòng âm ly cỏ quý vị nhé. Về nhà quý vị mà có những dòng âm ly đần nông với săn xui hàng cao cấp, tóm lại tầm 7 đến 10 triệu trở lên thì đánh khỏi phải nói, thêm con lọc nữa, đánh từ CD xuống nữa thì không còn gì để nói. Ở đây em chỉ đánh bằng âm ly cỏ tạm là đã được như này rồi, và chơi từ TV internet xuống, mời quý vị. Phải nói là quá là hay. Em phải ngồi cách nó 3 mét đấy quý vị ạ. Bởi vì là nếu không ngồi xa quá thì nó cao quá, nó xoáy, nó hớp hết. Đây quý vị cứ đếm gạch thì biết này, như gạch này 40 là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6, 4, 2, 4, gần 3 mét. Em đổi cho quý vị nghe bản khác nhé. Bản nào em nó chiều hết. Từ đầu luôn, tua lại đầu luôn này. Quý vị đeo tai nghe và giúp em nhé, đeo tai phone đấy. Quý vị có thể nghe được, cảm nhận được tất cả. Bởi vì là em quay bằng máy điện thoại nên là cái chất âm nó đưa ra ngoài nó không thể bằng quý vị đeo tai nghe và được quý vị nghe cảm nhận. Thật là chỉ cần như vậy thôi quý vị ạ.
Về mà được tất cả những bác có dòng âm ly hay đánh vào thì chẳng có gì để nói nữa. Em à, test đến vậy thôi. Quý vị nào có nhu cầu thì alo đến số 0911 169 961 giúp em. Giá của đôi này là 10 bỏ 26 triệu quý vị nhé, không phải là mười mấy triệu. Em trân trọng cảm ơn.